Rồi ôi, Kiên ơi đẹp quá Kiên ơi. Đây là dòng sơn mới nha, mà chỉ chuyên phục vụ anh em làm hàng xuất khẩu cao cấp Ngày nha, xưa mỹ làm cái nghệ sơn nha. sơn sơn nứt đi nhỉ? Nứt khổ. Sơn nứt không bao giờ sướng như thế này, cái này phun phát ăn tiền luôn. Không cần phải làm một cái gì luôn, đúng thật. Công nghệ bây giờ, công nghệ sơn của S8 nó vươn tầm vĩ mô rồi. Đẹp không? Ok này. Ui, quay camera nó mới đều, nó đẹp. Nên à? Cái này như là da 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 con Tôi nhỉ? di ngủ nó đẹp mà nó đều tăm tắp thế này, này nó không phải kiểu lộn xộn như là mấy cái ông sơn nứt đâu. Đây là sơn men dạng, mà cái nứt nó không nó kiểm như soát. là men của gốm sứ ấy. Ở đấy, đây cái mình men dạng. Wow, đây mới thực sự là sản phẩm hot. Cái này nó sẽ được ra mắt và triển lãm đầu năm 2025. Cơn sốt, cơn sốt trên thị trường của dòng sơn F8 này anh em, còn bọc da một có một thời gian đẹp quá này. Cái này phong là lục bình gỗ đẹp nhỉ. Đâu tới làm luôn. Ừ, này chân cẳng người các thứ, rồi rồi tay vịn sofa, mặt bàn trà kiểu như là rác trứng này. Hiệu ứng này rất giống là rác trứng nhá. Đúng vỏ rồi, trứng ấy. Vỏ trứng. Ừ, đẹp. Ok, video này đây là chấm hết.